Câu lạc bộ Công an Hà Nội FC rất mạnh, nhưng đó là trên lý thuyết. Còn thực tế đã chứng minh, đội bóng ngành công an cần mất không ít thời gian để thực sự trở thành một thế lực cạnh tranh song phẳng ngôi vô địch. Bước vào mùa giải V-League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội lập tức thu hút sự chú ý với rất nhiều những bản hợp đồng bom tấn. Một dàn cầu thủ từ đội tuyển quốc gia như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài hay Văn Thanh đã đầu quân cho đội bóng này với sự kỳ vọng rất lớn để có thể nâng tầm đội bóng. Thời điểm đó, Công an Hà Nội FC trở thành một hiện tượng. Thậm chí ngay ở trận ra quân, đội bóng ngành công an đã đánh bại Topelen Bình Định tới 5 bàn không gỡ. Cần nhớ rằng, đội bóng đất võ từng cán đích ở vị trí thứ 3 tại V-League 2022 vẫn đang sở hữu một đội hình với nhiều sao số. Dù rằng sau đó, Công an Hà Nội FC trở lại với mặt đất, hay nói đúng hơn là đem đến những sự thất vọng với chuỗi 4 trận không biết đến chiến thắng tại V-League. Nhưng đâu đó, nhiều cổ động viên tin rằng họ sẽ sớm trở lại và vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Và đúng là họ trở lại thật với hàng loạt những chiến thắng ấn tượng. Trong đó, điểm nhấn là màn ngược dòng ngay tại sân Thanh Hóa trước thầy trò ông Popov. 3 điểm giành được trước đội bóng đang đứng đầu bảng ở thời điểm đó giúp Công an Hà Nội FC sau đó leo lên vị trí số 1, qua đó tràn trề hy vọng có thể đăng quang ngay sau khi thăng hạng. Niềm tin đó càng được củng cố khi đội bóng này chiêu mộ thêm Philip Nguyễn và Quang Hải. Một người là thủ thành mang đẳng cấp châu Âu, người còn lại vẫn luôn là tiền vệ đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam. Ai cũng nghĩ, hổ đã mọc thêm cánh. Chức vô địch V-League năm nay phải thuộc về Công an Hà Nội FC mất rồi. Tuy nhiên khi nhận định đó xuất hiện cũng là lúc những vấn đề bắt đầu lộ ra với đội bóng này. Kể từ khi giai đoạn 2 bắt đầu, Công an Hà Nội FC đang thể hiện một bộ mặt rất thiếu ổn định. Trong 5 vòng đấu gần nhất, Quang Hải và các đồng đội chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 hòa và nhận 2 thất bại. Họ nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng, đội bóng thậm chí còn chưa thắng nổi tại V-League. Họ tiếp tục thua trước Hải Phòng, đối thủ không còn nhiều mục tiêu phấn đấu ở giai đoạn 2 của mùa giải. Chính trận thua này phải trả giá bằng việc mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội FC. Sự xuất hiện của Quang Hải bỗng dưng trở thành một vấn đề lớn với đội bóng, bởi ông Flavio Cruz vẫn đang loay hoay tìm kiếm một sơ đồ thích hợp nhất giúp số 19 có nhiều đất diễn nhất. Trong khi đó, những huấn luyện viên từng đối đầu với đội bóng ngành công an dường như đã bắt bài được lối chơi của đội bóng này. Như nhận định của huấn luyện viên Phạm Minh Đức của SHB Đà Nẵng, hàng tiền vệ của đối thủ cũng không hơn những gì ông đang có trong tay. Thậm chí Công an Hà Nội FC chỉ có một đội hình đá hay, còn lực lượng dự bị không mấy chất lượng. Những nhận định này hoàn toàn chính xác bởi đội bóng ngành công an cũng chỉ có một vài nhân tố chơi tốt như thủ thành Philip Nguyễn, Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài. Ngoại binh của họ, đặc biệt là tiền đạo Gustavo Henrique, đã thịt mòi ở 5 trận đấu gần đây nhất. Đó là lúc người hâm mộ bỗng chợt nhận ra rằng Công an Hà Nội FC thực sự không mạnh như người ta tưởng tượng, nhưng nếu nhìn nhận khách quan hơn, đội bóng này cũng chỉ mới chân ướt chân ráo lên hạng ở mùa giải năm nay. Cộng thêm việc mua sắm rất nhiều cầu thủ, Công an Hà Nội FC sẽ phải cần thêm thời gian để hệ thống chiến thuật được vận hành trơn tru nhất. Trước mắt đội bóng này sẽ là trận derby thủ đô với nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội. Đó sẽ là một cuộc đối đầu rất khó khăn bởi xét về phong độ, thầy trò ông Flavio Cruz đang hoàn toàn thua thiệt so với đối. Không còn cách nào khác, họ buộc phải giành 3 điểm ở trận đấu này nếu muốn tạo ra lợi thế trong cuộc đua vô địch. Công an Hà Nội FC chỉ còn 3 trận đấu nữa để khép lại mùa giải. Họ cần chứng tỏ Công an Hà Nội FC có đủ thực lực chứ không hề mạnh trên lý thuyết như rất nhiều nhận định trong thời gian gần đây.